Xin chào bạn, tôi là gan của bạn đây. Tôi là cơ quan nặng ký nhất trong cơ thể của bạn. Tôi nặng đến 1,5 kg. Đồng thời, tôi cũng là người lao động chăm chỉ nhất, nhưng cũng là người dễ bị bạn bỏ bê nhất. Mong bạn đừng lướt qua. Hãy dành ra 2 phút để nghe tôi nói xong. Bởi vì cách sống gần đây của bạn khiến tôi lo lắng lắm đấy. Gần đây bạn thường xuyên uống rượu, thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ và ít tập luyện. Tôi thực lòng khuyên bạn hãy chăm sóc tôi thật tốt. Nếu không, tôi sẽ buộc phải hành động. Tôi đảm nhận một khối lượng công việc rất lớn và quan trọng. Đầu tiên, tôi là bộ lọc làm sạch trong cơ thể bạn, chịu trách nhiệm lọc bỏ tạp chất trong máu của bạn. Tôi tách các vitamin và chất dinh dưỡng có lợi trong máu khỏi rượu, ma túy, vi khuẩn, chất ô nhiễm có hại, để giữ máu của bạn sạch sẽ. Tiếp theo, tôi là trạm xăng trong cơ thể bạn, dự trữ nguồn năng lượng của bạn. Khi bạn ăn tinh bột, tôi sẽ phân hủy và chuyển hóa nó thành gluco, sau đó lưu trữ dưới dạng glycogen. Khi bạn cần năng lượng, tôi sẽ phân hủy glycogen thành gluco và thải vào máu. Ngoài ra, tôi còn là bộ phận lọc rác trong cơ thể bạn. Khi chất độc hại như cồn, thuốc vào cơ thể bạn, tôi sẽ giám sát và xử lý chúng một cách nghiêm ngặt. Nếu phát hiện chất không cần thiết hoặc độc hại, tôi sẽ chuyển đổi chúng thành chất không gây hại cho cơ thể bạn, hoặc cô lập và đưa chúng ra khỏi cơ thể qua thận và ruột. Hơn nữa, tôi còn đóng vai trò như một nhà máy xử lý môi trường. Tôi sẽ chuyển đổi sản phẩm phế thải độc hại thành mật, một loại chất lỏng màu xanh đắng. Nó có thể giúp phân hủy chất béo, loại bỏ vi khuẩn, làm trung hòa axit dư thừa và loại bỏ độc tố và sản phẩm phụ ra khỏi cơ thể. Tất nhiên, chức năng của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Tôi còn sản xuất protein giúp đông máu, cholesterol giúp sản xuất hormone và nhiều hơn nữa. Có thể nói, khả năng của tôi khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, tôi cũng dễ bị tổn thương. Mặc dù tôi làm việc một cách im lặng, nhưng thường bị bạn phớt lờ. Bạn thức khuya làm việc, uống rượu quá mức, ăn uống nhiều dầu mỡ, thiếu vận động đều gây tổn thương cho tôi. Đặc biệt là rượu, nó là kẻ thù của tôi. Vì vậy, tôi kêu gọi bạn hãy tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, kiểm soát thuốc, đặc biệt là tránh xa rượu. Nếu bạn liên tục khiến tôi làm việc quá sức, tôi có thể không thể chịu đựng được nữa. Khi đó, bạn sẽ không thể chịu đựng được những hậu quả khi tôi quyết định ngừng hoạt động. Hãy nhớ, tôi là gan của bạn, cần sự quan tâm và bảo vệ của bạn.